Yo, what's up xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Rất là lâu rồi, gần một tháng rồi mình chưa ra video. Nhưng mà hôm nay mình sẽ ra video và mình sẽ review cho các bạn một đôi giày hot nhất hiện tại và được gọi là hype nhất hiện tại. Như thay đổi các bạn đã đọc ở bên dưới thì các bạn đã biết đó là chính là đôi Jordan 4 của Travis Scott. Kiểu như là mới ra luôn, màu mới ra, hình như ra cách đây được 5 ngày 5-6 ngày gì đó mình nhớ là vậy. Nhưng mà nếu mà các bạn chưa biết được đôi giày đó là sao và chưa biết được ngày release hay là cái chất liệu của nó, hay là các bạn chưa thấy được hình của nó, thì đây mình sẽ review thẳng cho các bạn luôn. Đây là một đôi giày mới về. Để mình unbox luôn nhé, tại vì không có gì đặc biệt, cái hộp bình thường của Jordan 4 mà thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Như nếu mà các bạn nào đã biết Jordan 4 thì các bạn đã biết cái hộp nó như thế nào. Và đây là cái hộp của nó, Jordan 4, nhưng mà bên trong của nó rất là khác. Và đây mình sẽ mở mở hồi vải. Thì đây chính là một đôi giày của xin lỗi, mình chưa lấy ra. Thì để mình mở ra cho các bạn xem. Bên trong cũng không có gì đặc biệt, cũng là cái hộp giấy bình thường mà thôi. Đây là một đôi giày của Travis Scott. Đây là một đôi giày kiểu như gọi là collab với lại Jordan. Thì Travis Scott cũng có vài lần hợp tác với lại Jordan, right? No, với lại Nike. Có đó là đôi Air Force của Travis Scott, cái loại mà logo có thể gỡ ra dán vào ấy. Thì lần này mình mới được biết là Travis Scott anh có collab với lại Jordan. Và đây là một đôi giày Jordan 4 của Travis Scott, mới ra cách đây cũng 5 ngày mà thôi. Cái ấn tượng đầu tiên của mình đối với đôi giày này á, đó chính là cái màu khá là giống với lại của Eminem. Nếu mà các bạn không biết đôi Jordan 4 Eminem nó là sao thì đây là đôi Jordan 4 của Eminem. Và đôi này trị giá cũng gọi là rất là đắt, mấy chục ngàn đô lận. Màu khá là giống. Thường đằng sau của Jordan 4 thì sẽ là một cái logo của Jumpman ở đây. Nhưng thì cái này cũng là có một cái có hình Jumpman ở đây, nhưng mà bên chiếc bên phải thì có chữ Jack Cordes. See? Và cái tag đi theo cũng là chất liệu của đôi giày luôn, hình Jumpman với lại Jack Cordes ghi ở dưới đây luôn. Rất là nhiều bạn thắc mắc đôi mình là đôi giày nó là chất liệu gì và có giống lại những loại giày khác hay không. Thì đây một loại giày chất liệu mới, kiểu gọi là mới nhất, gọi là lần đầu tiên của Jordan 4 xuất hiện, đó chính là chất liệu suede, gọi là cái da lộn. Da lộn này nó rất là khác với lại đôi Jordan 4 Royal. Da lộn của Royal thì dạng nó lông lông, còn da lộn của đôi Travis Scott này á thì các bạn nhìn kỹ nó dư bằng, gọi là phần da lộn này nó mượt hơn mà dạng gọi là nó cứng hơn của đôi Royal Blue nhiều, cho nên là dễ vệ sinh hơn. Còn nếu mà các bạn vệ sinh lên đôi Jordan 4 Royal thì tất nhiên là cái da nó sẽ cứng lại và sẽ không còn kiểu gọi là cái phần da lộn nó không còn mịn như lúc ban đầu nữa, mà gọi là nó cứng đi. Phần tag cũng vậy, tag cũng là bằng da lộn luôn. Đây, nhìn đây sẽ nghĩ là rõ hơn mà. Còn nói về phần đế, nhìn ở đây thì đây là màu trắng, đây là màu đen, nhưng mà khi mà các bạn lật lên ở dưới đế luôn á thì đây được làm bằng IC. Đế IC là dạng như gọi là đế gọi là, có thể gọi là trong suốt, nhưng mà cái này không phải gọi là trong suốt cho lắm. Đây có thể là, đây là cái đế hơi đục một tí, nhưng mà là đế IC, kiểu gọi là đi một thời gian nó sẽ màu vàng lại đó. Có nhiều bạn không thích mang giày của đế IC tại vì mang một thời gian nó sẽ vàng đi, gọi là bị ố đó. Cho nên là nhưng mà là gì cũng đẹp, màu trắng luôn thì nhìn nó rất là đơn giản. Nếu mà màu là màu trắng đục như này luôn á thì nhìn đôi giày rất là đơn giản, cho nên làm cái đế mà IC như vậy thì rất là đẹp, đẹp làm đẹp đôi giày hơn. Còn phần đây là màu đen bình thường, có phần góc này là màu đen bóng,
trên thân thì ghi chữ Fly. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem insole của đôi giày. Wow, cũng đẹp. Ok, thì đây là insole của đôi giày. Bên trong của nó là mặt ồn. Mình sẽ lấy để mình lấy ra luôn nếu được. Dạ, thấy được. Thì mình sẽ lấy ra cho các bạn xem một nửa thôi. Tại vì ở bên dưới nó dán bằng keo, cho nên khi mà gắn vô nó rất là khó. Thì đây là bằng marble flash. Thì dạ, cái insole màu đỏ có chấm bi màu xanh, màu xanh của đôi giày. Sẽ là một tí ok hơn. Thì có chấm bi màu xanh của đôi giày và có chữ Jack Cordis, I believe. Bây giờ gắn vào này. Insole có một phần đặc biệt của đôi giày đó nữa, đó chính là các bạn sẽ thấy được chữ Air Jordan ở đây. Ở chiếc bên phải là chữ Travis Scott, rất là đẹp, kỹ gọi là rất là nhìn khá là limited. Cho nên là điều mình thích giày á, thì thứ nhất mình cũng thích đẹp, và cái thứ hai là mình cũng thích một phần gì đó gọi là đặc biệt ở trên đôi giày. Thì giống như ví dụ mình mua một đôi giày Jordan 4 này đi, màu đen hết luôn, nhưng mà có ví dụ ở góc này nó có một cái gì đó rất là đặc biệt, họ thêu lên chữ Y hay là chữ A này nọ, thì mình rất là thích đôi đó, kiểu như gọi là nó nhìn một có một góc nào đó nhìn đôi giày nhìn rất là limited, cho nên là mình rất là thích đôi giày. Và đây ở đằng sau thân Travis Scott đây là Air Jordan, và collab giữa hai người, thật sự đôi giày rất là đẹp. Và một phần nữa là insole của chiếc bên phải là hình Jumpman, chứ không phải là chữ Jack Cordis như chiếc bên trái. Cái đặc điểm tiếp theo của đôi giày này đó chính là cái phần lace, là cái phần dây á. Họ không làm giống như những sợi dây bình thường như là những đôi Jordan khác, mà cái phần dây, nếu mà các bạn see, các bạn nhìn các bạn để ý thì nó sẽ, các bạn sẽ thấy là sợi dây nó bóng, nhìn nó giống như là bằng dây, là bằng da vậy, nhưng mà thực sự không phải, nó là bằng vải, bằng vải bóng, cho nên là khi mà nhìn vào gọi là có ánh sáng nào đó kiểu như gọi là trực tiếp chiếu vô, hoặc là nhìn một góc độ nào đó, thì các bạn sẽ thấy là cái dây giày nó có vẻ bóng giống như dây bằng da vậy, cho nên nhìn đôi giày có vẻ khá là sang hơn. Một collab rất là đẹp từ Air Force 1 Travis Scott cho đến Jordan, và sau này hình như là sẽ có Jordan 1 của Travis Scott nữa. Đây là một đi của Travis Scott, một phiên bản mới ra gần đây, và thực sự là phải nói là rất là đẹp, rất là đẹp. Bây giờ trời bên ngoài đang rất là tối và mình đang ở trong nhà, không có view nào gọi là tốt để mình có thể mà on fit đôi này lên được, và không thể nào show cho các bạn xem on fit được. Nhưng mà mình sẽ để một, tại vì cũng khá là tối rồi, gần 10 giờ tối, 11 giờ tối rồi, mình cũng chuẩn bị đánh răng đi ngủ. Và nếu mà các bạn muốn xem on fit thì đây là một vài hình ảnh mình sẽ để on fit đôi Travis Scott lên góc ở bên đây, các bạn có thể xem và giá, các bạn có thể tìm hiểu và coi on fit của nó, và hoặc là mặc với outfit nào gọi là cho hợp với đôi giày này. Nếu mà mình mặc cái outfit này, cái sweater màu xanh dương với lại cái quần short màu xám như này á, thì mình có thể on fit được đôi này, tại vì you know Jordan 4 có thể hợp với lại mang quần short hay là quần dài hoặc là váy. No, không phải váy. Thì giáp, đó chính là video hôm nay của mình. Mình giới thiệu, mình review đôi giày của Jordan, một collab mới ra gần nhất của Jordan với lại Travis Scott, một rapper rất là nổi tiếng hiện tại ở bên nước Mỹ và hầu hết là gần trên cả tất cả thế giới. Đó là quan điểm của mình với lại đôi giày. Còn các bạn đã sở hữu và các bạn đã cóp được, hoặc là các bạn nào đã từng cầm lên đôi giày này trên tay thì các bạn, thì quan điểm của các bạn ra sao mình có thể là mình không biết, nhưng mà đó là những quan điểm của mình khi mà nói về đôi giày này. Và giúp vào đó là video hôm nay của mình, và hẹn các bạn ở video sau với những review hoặc là mình vlog ngoài đời hoặc các kiểu này nọ. Những gì mình nói hồi nãy thì có những gì sai sót, các bạn có thể bỏ qua cho mình và các bạn có thể sửa sai. Nếu mà mình nói sai một cái gì đó thì các bạn hãy comment bên dưới nói mình có thể sửa sai một thứ gì đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu mà các bạn chưa subscribe trên kênh YouTube của mình, hãy ấn nút subscribe bên dưới để gặp những video hay hơn và more content, more tutorial các kiểu. Yep, và Hào Hero. Peace. I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family.